Đây là một cái dinh phụ, dinh nhỏ nằm bên mé đường Nguyễn Du. Để mình vô đây mình tham quan luôn cái có gì trong đây. Làm dàn cái đá cho ta ngồi, ta nghỉ mệt. Đi đây giờ cũng đuối à. Trời, cái nhà gì đâu thấy bít bùng vậy trời, không mở cửa sổ vậy trời. Cái nhà giờ không thấy mở cửa sổ vậy trời, thấy bít bùng quá. Để con quay từ cửa, má vô trước đi, con quay từ cái cửa chính nha. Dinh Norodom. Norodom này là tên của Vương quốc Campuchia, mà không biết sao Pháp lại lấy cái tên này đặt cho cái dinh này, không biết. Công thành gia đình do gì nên tỉnh tiết thành này. Không đâu, đầu tiên tại Pháp á. À, toàn quyền Đông Dương Pô Đơ Mơ nè. Ông này xây cầu Long Biên, ông xây nhiều đó. Cái đường sắt, cái cầu Bình Lợi gần nhà mình cũng do ông xây. Nói chung Việt Nam mang ơn này dữ lắm. Ông này cũng xây cầu đường, đường sắt này dữ lắm. Ông này sau đó làm tổng thống Pháp luôn á. Ông hết nhiệm kỳ bên bên Đông Dương xong về Pháp làm tổng thống luôn. Cách mạng của miền Nam xưa nè, Phan Châu Chinh nè, ông tổng đốc Đỗ Hữu Phương nè, ông này là người giàu thứ hai Sài Gòn nè, xu ông Nguyễn Sĩ, đây Nguyễn An Ninh nè, ông này là ông Bê Chí Ký nè, nhà bác học nè, à biết. Không biết phải không? Ông Nguyễn An Ninh này ông bị Pháp bắt ngoài côn đảo cái chết nữa luôn. Một tri thức lỗi lạc của miền Nam xưa. Ông này ông lấy bằng luật sư Pháp có 2 năm. Ghê thiệt chứ, học khủng khiếp. Nè má. Để chút ký nè. Ông này là làm thông ngôn cho ông Phan Thanh Giảng đi qua Pháp á, chuộc lại ba tỉnh. Đi đem thảy vô gốc ra, thảy vô gốc trong chùa gì đó, trong gì à, đó bức tượng hả? Ừ, à bức tượng giờ qua bên viện bảo tàng mỹ thuật gì. Năm tuổi 8 tuổi Phật giáo, không biết hai mấy thứ tiếng kinh hồn. Trăm thanh phẩm được. Nguyễn An Ninh nè, quê Long An. Ông này hợp với Phan Chu Trinh á, ở bên Pháp á, viết lấy bút danh là Nguyễn Ái Quốc á, viết báo bên Pháp á.
Đúng rồi, ông này ông Trương Văn Bền nè. Sao bông cô ba Sài Gòn nè má. Anh vợ ở trong trong cái cục xà bông cái gì? Hả? Đúng rồi, sản xuất xà bông cô ba đó, cô ba Sài Gòn đó. Chụp hình để trong cái bao người đó. Đúng rồi, giàu lắm, giàu cũng nước tiếng ngày xưa, sản xuất xà bông. Này ông Đỗ Hữu Phương nè, nhà ông ngoài cũng chơi lớn. Ông này giàu sau Nguyễn Sĩ, giàu thứ hai ở miền Nam xưa. Nhất Sĩ, Nhị Phương, Tam Sườn, Tứ Đỉnh. Bỏ rồi, những cái ông này không cần. Còn cái hộp mà là thành nè, cái nhà ở ngoài chơi lớn rồi má. À quên đó, vợ chồng ổng là người xây cái trường Gia Long á. Ông nào? Ông này hả? Ừ. Hai chồng ổng bỏ ra tiền rồi quyên góp thêm xây cái trường nữ sinh Gia Long ngày xưa đó, mà bây giờ đổi tên thành Nguyễn Thị Minh Khai á, là ổng đó, hai chồng ổng xây đó. Ừ, sao bạn thân với má biết thân nhai không? Ông Nguyễn Hữu Hưng á, Thủ Khoa Huân á. À, Thủ Khoa Quân hả? Ông này thì thân với Pháp, còn ông Thủ Khoa Huân thì đánh Pháp, mà hai ông lại chơi với nhau. Đối lập. Đây sư Nguyễn Ánh, sư Nguyễn Anh là con bán, con của Nguyễn Đình Chiểu. Này là sao không có hình ha? Bạn sư Nguyễn Ánh hồi xưa không chụp hình ha? Đúng rồi, bạn này là sư Nguyễn Anh. Bút danh là sư Nguyễn Anh, nhưng mà ba tên là Nguyễn Sinh Khuê, con của ông Nguyễn Đình Chiểu á. Nguyễn Đình Chiểu. Ừ. Bà này có người con gái lấy ông Phan Văn Hùng. Phan Văn Hùng cũng nổi tiếng, nhà cách mạng nổi tiếng. Ông này nổi tiếng rồi. Mộ của ông này vẫn còn ngoài sân bay á. Mộ ông Phan Chu Trinh nè. Trời trời, cái cầu thang nó đẹp. Ôi ôi. Cầu thang này bằng gỗ đặc luôn á. Biết bao giờ mà nó hư. Ở đây còn dùng từ gia đình chị kìa. Family room. Dùng cái từ này nghe hơi nặng nề ạ. Ồ, ở đây. Để coi được tấm hình mình lớn dữ người ta. Thank you.
Thường thường Ngô Đình Khả là dưới Thành Thái, Ngô Đình Khôi. Ông Ngô Đình Khôi bị ám sát chết. Gia đình có nhiều người bị giết, như ông Ngô Đình Khôi này bị ám sát nè, rồi một người cháu nữa, người diễm chết, người luôn chết, rồi ông Ngô Đình Cẩn cũng mất. Một cuộc hội đàm chính trị quan trọng. Tướng Hình, tướng Xuân, tướng Lê Vùng Viễn, Vàng Viễn là tướng cướp Bình Xuyên, Bảy Viễn đây, Thiếu Dữ luôn nè, Dương Nhân Minh nè, Thành cũng do Dương Nhân Minh, Bại cũng là do Dương Nhân Minh. Thành bại đều do ông này. Trần Văn Soạn, Nguyễn Thành Phương, tướng Trịnh Minh Thế nè, ông này bị ám sát ở bên cầu, bên quận 7, cầu gì ta, Tân Thuận. Bức tranh này là đánh bại Bình Xuyên nè, Bãi Diễn, có ông Hùng Diệm. Một bức tranh đẹp ghê. Khói lửa ở Sài Gòn. Ba cục. Ông Lãnh Hòa Hảo. Trịnh Minh Thế, Trần Văn Thành. Mô hình phòng trà xưa, quán, cái quán xưa. Nhớ biết bao nhiêu thời Sài Gòn xưa. Dạ, ông bà chủ quán quá. Bà chủ quán vô trong quầy đi, bà chủ quán. Bà chủ quán bán cho chai bia ăn cọp ấy. Nè, bia của miền Nam xưa nè. Triển lãm này bức trộn có tiếng bơm đạn. Mình như mình tin xưa nè.
Tâm thứ hành. Bà này xưa đẹp biết nhiều lắm. Kim Cương, Kiều Trinh. Kiều Trinh giờ này vái qua bên Hollywood đóng phim hồi xưa. Giờ như đang ở hải ngoại luôn rồi. Kiều Trinh nè, cải lương Thanh Nga. Văn phòng hội đồng xã Bình Khánh. Một người lính ngồi bên chiếc trực thăng nhìn xuống dưới đồng ruộng. Đây là phe đảo chính nè, phe đảo chính ông Diệm nè. Chứ giữ không á? Tôn Thất Đính nè. Ghê quá. Nè, cái bức tranh này là bức tranh đảo chính Vinh Gia Long nè, đạn bắn tan nát chơi nè. Mà cái trận giao tranh này á, là ông Thiệu ông chỉ huy cái trận mà đánh úp Vinh Gia Long á. Cái tấm hình này mới là cái tấm hình giết chết chế độ Sài Gòn. Đây, tổng thống cái thời đảo chánh ông Diệm Kennedy nè. Đảo chánh ông Diệm xong tưởng gì? Một tháng sau ông cũng bị ám sát chết ở bên Mỹ. Mệnh lệnh cuối cùng của tổng thống Diệm. Theo cái này á má, thì ra là đây là ổng nè, cái lịch trình cái giờ giấc mà từ cái thời gian đảo chánh á. Thành Cộng Hòa Thất Thủ thì số 2 là Gia Long ở Vinh Gia Long nè, ổng rời đi nè, ổng rời đi sau đó ổng chạy ra tới số 3 đối xe chỗ nhà thanh niên. Sau đó con đi ra đường Đốc Phủ Thoại nè. Đốc Phủ Thoại này là ở ngoài Chợ Lớn á. Rồi sau đó ông mới... Đúng rồi, sau đó mới ra tới thời Cha Tam là thứ năm nè. Rồi sau đó là... Ông cái điểm cuối cùng là điểm bị sát hại nè. Là ngay trên đường Hồng Thập Tử nè. Hồng Thập Tử giờ là Nguyễn Thị Minh Khai đó. Ủa, đáng lẽ trở về Bộ Tổng Tham Mưu thì lại sao lại đi đường này ta? Rồi, qua tới đây là tới thời của Tổng thống Thiệu rồi. Cái tòa nhà này kiến trúc cũng đẹp ghê. Đây, ông Ngô Quý Thụ cũng xây lại tòa nhà nè.
đây trong quá trình xây dựng nè. Đây là cái nhà xây dựng của ông Ngô Thụ. Nè cắt bằng cái bằng Khánh Thành. Đây kiến trúc sư đại tài của miền Nam. Cái trường đại học mà mình học á, một phần của cái trường đại học cũng là do ông này design nè. Ở ngoài Thủ Đức, bây giờ thuộc làng đại học Thủ Đức đấy, trường đại học khoa học tự nhiên. Rồi má đói bụng chưa, kiếm gì ăn đi. Công nhận cái cầu thang này đẹp ghê luôn á. Quá đẹp.